Giờ mình hello các bạn, giờ mình đang có mặt ở tiệm câu Yên Trí ha, để mua mồi. Hôm nay mình đi đến hồ câu Yên Trí cho manh nha các bạn, để đi câu. Mình mua thêm D1 với thức ăn mua độ đạm thôi. Hôm nay chỉ trộn hai món này thôi, không có cầu kỳ về mấy. Giờ mình chuẩn bị đi thôi bạn ơi, nhưng mà chờ quá trời u ám rồi, đang kịnh mưa gió quá không biết thì như thế nào ha. Giờ mình cũng xuất phát thôi, mong rằng sẽ lên cá để quay video tiếp cho các bạn xem nha. Rồi hello các bạn, giờ mình đang chuẩn bị vô câu cá giải trí trăm anh câu nha các bạn. Ở đây mình tới đây cái chúng ta quẹo trái nha, ở đây là xã Mỹ Tân nha bạn, phía sau của bệnh viện đa khoa Đồng Tháp ha. Rồi chúng ta sẽ quẹo vô thôi. Rồi giờ mình quẹo vô các bạn, quẹo vô nha. Chờ mưa mới tạnh không biết có ai câu không đó, hay là chỉ một mình được đi câu đây. Chờ mưa mới tạnh nha mọi người ơi. Chúng ta chạy thẳng bên kia luôn ha. Ở đây có ghi bảng luôn nè. Đó, cá mình câu mang về, cá tra cái đồ là 50.000 trên ký. Cá rô chia vàng 60 trên ký. Ở đây không có bán vé, nhưng mà mình câu cá đem về thì tính ký, rất tiện cho người chủ và tiện cho anh em câu luôn. Rồi xin chào mọi người nha, mình sẽ đi tiếp ra bãi câu thôi nha. Chưa chân lên hàng các bạn. Lên cá nha. Wow. Chơi trời ơi, cách chơi các bạn, trời ơi dính luôn cái dây câu của ông nào câu ấy luôn, dính luôn cái dây câu của ai câu câu sảy đứt sảy con cá luôn nè. Mới xuống cần các bạn, cần này mình xuống chưa kịp quay nữa, chưa kịp quay thẳng dây canh cá nữa là nó gật bật bật, cần là mình trở tay không kịp luôn. Chị ơi, cho mượn cái túi ơi chị. Rồi này. Của ông nào ông câu dính con cá này đứt dây sảy các bạn. Rồi con dây còn luôn nè, chì lưỡi gì đi. Đây quắn đây nè. Hay là do mình máng, không phải, mình máng các bạn ơi. Con lưỡi với cục chì nó nằm như này. Mới xuống chưa kịp. Chưa kịp ấy nữa. Chưa kịp căng dây nữa. Rồi cũng được, có cá đưa quay nha. Đây con đầu tiên của giải trí trăm anh nha các bạn. Con đầu tiên. Wow. Con đầu tiên nha. Đó. Mình sẽ gỡ nó thôi ha. Sẽ gỡ nó thôi nha các bạn. Không để các bạn chờ lâu nữa ha. Bội mới xuống tán liền, gần này chưa kịp canh cá nữa. Làm bóp bóp bóp. Đang cá đang ăn đang giật lên nha các bạn ơi. Giờ nhờ em quay video hỗ trợ giùm mình ha. Ôi cá này chết cá cha các bạn, cá cha nha. Kìa, nó chạy ngoài sóng nước ngoài kìa. Thôi quay quanh một xíu. Cá tra nha. Đâu thấy trong động dễ quay phim ra thì. Wow. Lấy giật không, lấy giật. Trời. Trời ơi. Trời ơi, em tại ơi. Cắt. Tắt nha. Hai con luôn rồi. Kệ lấy con mẹ đây đi. Hai con nha các bạn, con này chưa xong nữa là tới con này nè, chích cá chơi quá. Wow. Chơi được hai con nữa mà đã nè. Ôi trời ơi, chơi kẹp, mình chơi kẹp như luôn. Quay anh luôn. Chơi kẹp càng như luôn, mèo mới giữ nha các bạn. Wow. Mày hả bởi. Oh. Đây nha, dạ câu cá giải trí trăm anh nha các bạn, phía sau bệnh viện đa khoa Đồng Tháp nha. Cố tình luôn ngoài. Wow. Wow. Ôi ôi, hai con cá chơi, tưởng tôi dính cá cha không bạn, quá khủng rồi. Đang quay gần đó lên cần này luôn nè.
hai con luôn để mình quay con này nó lớn lên để em nó quay video cho đẹp nha. Giờ dính hai con gì phải kẹt tháng rồi chứ sao giờ. Đây hồ câu giải trí cho mình. Wow, con cá này trứng không hả bạn? Ba con nha bạn, hai con nữa là ba con nha. Phải có cái bảng nữa em gặn này, anh dính lấy cái bảng rồi rất là đẹp đó. Rồi xin chào mọi người nha. Rồi em hát được cứ rồi thôi. Hai con, cái này cái chia phì chưa? Cái chê lai hả? Chê lai. Này cá chê lai nha các bạn. Để dung rằng cho mọi người coi ha. Đó, thấy gì chưa, nó to lắm nha. Tại vì mình quay ở chế độ phóng xa cho nên là rất là to. Đó. Tưởng đâu trời mưa không lên cá nhưng mà cũng lên cá quá trời luôn. Chưa đầy 10 phút nữa là lên được 3 con rồi. Có 2 con này là dính một lượt luôn. Để cho anh em cô bác đằng xa rồi xem cho đã nha. Rồi thôi, hồi nãy trong đời mới có lần đầu tiên là dính hai con, một cần kia kẹp dưới đùi một cần kia quay nha các bạn. Rồi xin chào mọi người, giờ mình chuẩn bị gỡ thôi ha. Gỡ cá xong rồi mình sẽ chuẩn bị thay mồi cần này nữa, còn mồi là lo mà giật rung nè. Trời ơi, giờ về nghe các bạn, sớm giờ mình quăng ở đây dính cá trời quá trời nhiều rồi. Bây giờ bên đây nè bạn, nãy giờ dính cá trê quá trời nhiều ha. Ôi ơi, quá trời luôn. Thôi bây giờ mình đẩu qua đây coi có con cá cha là bên đây không nha. Để mình săn con cá cha nha các bạn, coi sao nha. Đó, mình sẽ xuống mồi thôi. Xuống bên đây nha, xuống hướng bên đây nha. Bên nào bên đây coi sao nha. Nó mới giật dây mình rõ ràng. Nó mới giật dây của mình bờ cái cằn lên nó nhả các bạn. Đó. Nó bạn cá đang ăn nha. Cá đang ăn nha các bạn. Cá đang ăn nha các bạn. Tôi nhờ em là cầm máy quay mình chuẩn bị trống nó nè. Bên đây anh câu có đại tượng. Đang lên cá nha các bạn ơi, nó chạy vô đây rồi nè. Trời ơi. Wow. Đào mình đi xíu đi. Nó. Mình vẫn để luôn các bạn cho anh em xem ha. Lấy cái chân quay vô quay mới được nha mọi người. Rồi hello các bạn, giờ được ra ngăn cá tiếp ha. Sớm giờ đánh màu cám nha các bạn, mà cá quá trời, cá chơi rồi. Ăn dính cá chơi quá trời luôn. 5 con nào mấy cấu xì lô không kề cá ăn nữa các bạn. Rồi nhả rồi, mình lại trở nhịp rồi nha. Mình trở nhịp rồi, mình lo quay phim trở nhịp rồi. Mới được cây cần của mình đó các bạn. Rồi mình sẽ qua đứng canh thôi để cho giây phút thêm căng thẳng tí xíu. Yeah.
Mình xin nhắc lại điểm câu hôm nay là hở hồ câu cá giải trí trăm anh nha mọi người ơi. Nó cá à. Đang bị bắt rồi. Lo ấy không à. Mình lo nó không sự quá. Trời nữa. Chính có trời hoài trời mệt quá các bạn ơi. Cá đang rỉa nha mọi người ơi. Mà ơi sảy rồi. Sảy rồi nha, còn hai cặn á. Trời cái gì đâu không. Dính cá bạn, chắc cá chơi nó quá.
chắc phải chơi nữa nha các bạn. Chắc phải chơi nữa quá. Con này con thứ 6 của mình nha. Đi lên bờ nha. Không tính con cá cha sảy nha các bạn. Cá chơi. Trời ơi, 6 con cá chơi trong buổi câu thôi. Hôm nay quá kinh khủng. Cho mình. Wow, ôi. Mục tiêu của mình là con cá cha kìa. Đó, canh cá tiếp nha mọi người. Đây là cục mồi cuối cùng của mình để kết thúc video đến về này. À, mà quên đó, mình được thêm cọng dây nào bạn, ba cọng dây nha, ba cọng dây của ai câu thêm một cọng dây câu nè, sớm giờ mình vớt được ba cọng rồi đấy các bạn, quá trời. Mình xin nhắc lại là hồ câu của mình ở đây là chỗ câu cá giải trí Trăm Manh nha các bạn, ở xã Mỹ Tân, câu huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ha, thành phố Cao Lãnh ha. Ở đây là phía sau lưng bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp nha các bạn. Các bạn mình đi theo hướng đường cầu Mương Bà Dại, chạy thẳng vô khoảng 500m nhập giúp bên tay trái có bảng hay đằng ngoài chúng ta quẹo vô câu thôi. Ở đây là câu cần câu mình đem vô câu thoải mái ha. Cá mình bắt về thì tính ký. Cái đó cũng tiện cho anh em câu giải trí ha. Mình không bắt được tùy mình thôi, mà mình câu không về thì miễn phí tùy mình đó. Rồi xin chào mọi người nha, mình chuẩn bị canh cá cuối cùng để coi như thế nào ha. Và mình cũng xin nói thêm là ở đây đều có phục vụ tất cả các món ăn uống đồ đầy đủ nha các bạn, đầy đủ các món ăn uống luôn cả. Vừa buông ra cái nó rỉa các bạn, nó mắc cười. Wow, chín cá nha các bạn, chín cá nha. Wow, chắc cá chơi nữa quá, chắc cá chơi nữa nha các bạn. Tại nãy 6 con rồi, còn tiếp theo á.
chơi nữa. Để mình đổi rút quay cho các bạn xem. Ô dính hai con luôn, trời ơi. Dính hai con luôn nha bạn. Đánh hai lưỡi dính hai con luôn ha. Để quay cho anh xem. Wow. Dính hai con luôn nha. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm chứ ta. Wow. Giờ này là giờ của mình luôn rồi đó. Rồi, cái này con này như là con thứ mấy rồi, thứ 7, thứ 8 gì quá nhiều rồi mình không biết nữa, để mình quay lên cho đẹp á. Wow. Hai con luôn nha, đánh hai lưỡi dính hai con đùm luôn nha. Trời ơi, quá đẹp nha các bạn. Cho anh em xem này. Cực kỳ chưa? Wow rồi. Quá đã thiệt. Đây là hai cái viên mồi cuối cùng của mình trong mồi cám, để mình xe lại và chuẩn bị về. Hình cần đây cá ăn nữa các bạn ơi. Cần này hôm nay của mình cá ăn nữa nha. Ấy dùng dây của mình lại á. Rồi lên cá nha. Dính lên hàng con cá chê thứ năm của mình nha các bạn. Giờ dính luôn dây câu. Dây câu thì có ai câu đứt đây nè. Nằm đóng này nằm lâu lên luôn. Nãy giờ hai cộng rồi. Cộng này cộng thứ hai rồi, mà con cá chê này con chê thứ năm của mình nè. Chà bá lửa mà nhỏ luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ gỡ ta ha. Ở chơi cái này không kịp đâu các bạn ơi. Cái này gỡ đã luôn rồi. Rồi con thứ năm nha mọi người. Rồi đang canh cá tiếp nha các bạn. Quá nhiều các bạn.
chắc có lẽ mình sẽ khui lon nước ngọt xuống rồi các bạn. Sớm giờ giờ này chắc giờ này là có thời gian khui lon nước ngọt uống rồi nè. Sớm giờ không có thời gian để khui nước uống luôn á. Cá cha nha mọi người ơi, cá cha nha. Wow, quay cặn đây xem thôi. Ôi nó chạy kìa. Cá cha nha mọi người. Wow. Rồi. Sảy. Sảy ghê các bạn. Sảy nha. Đầy đụng thứ dữ các bạn. Này rồi. Thử ra mình câu cũng dở nữa, cho nên là chắc sảy. Rồi hello các bạn, lần nữa mình cũng về thôi nha mọi người ơi. Giờ cũng trễ rồi nha, cũng 5 giờ mấy chiều rồi nha các bạn. Cũng sẽ chuẩn bị đi về thôi. Rồi, mong rằng mình sẽ có thời gian để quay lại video upload tiếp cho anh em xem ha. Xin nhắc lại là hồ câu ở đây là câu giải trí trăm anh, bằng diện tích là khoảng hơn 2 mẫu các bạn, hơn 2 mẫu đất á. Thì ở đây câu có rất nhiều loại cá nha, cá rô, cá chơi, cá cha, rồi cá tai tượng, cá rô phi. Rồi anh em mình cứ vô đem cần đưa câu, thì có cần thì đem cần vô câu. Câu thì không có tính tiền vé mà chỉ tính ký thôi. Cá đem ra thì bạn bắt ký, không thì bằng câu giải trí bạn thả lại. Cái đó là tùy ý mình, vừa con nào thì mình bắt mua vừa con đó ha. Đó bạn, vừa con nào thì bắt mua được con đó. Thì xin chào mọi người nha, bản giá nãy mình có quay upload trước cho các bạn xem rồi đó, để cho anh em mình coi. Thì mình thích thì mình đến đây câu cá, không bắt cá thì tùy mình. Đây có phục vụ đầy đủ các món ăn uống luôn nha mọi người. Đây có phục vụ đầy đủ luôn ha, món ăn uống đầy đủ luôn ha. Rồi, xin chào các bạn nha. Mình sẽ về thôi, kết thúc video đây.
Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người một ngày gần nhất để quay trở lại hồ câu cá cho Chí Chăm Anh nha. Mình đến đây nãy mấy bạn cũng không biết mình đi làm video hay gì hết, tôi tưởng là mình quay lại đăng lên Facebook chơi không à. Thử ra là mình ít hỏi các bạn như thế nào. Rồi xin chào các bạn nha. Vậy thôi.